Xin chào, tôi là Louis. Đã bao giờ bạn có tình cảm với một người nhưng mãi mãi không thể nói ra chưa? Hãy like và subscribe để lắng nghe câu chuyện của tôi nha. Ngày hôm đó vì thức dậy trễ, tôi cuống cuồng chạy trên hành lang để kịp giờ vào lớp. Đến khúc rẽ, tôi đâm sầm vào một bạn. Quyển vở trong tay bọn tôi rơi xuống. Hai cuốn vở nhìn y hệt nhau. Tôi nhặt đại một quyển lên, rồi chạy ù vào lớp, không quên nói với cậu bạn phía sau. Xin lỗi nha. Thầy giáo đã có mặt ở trong lớp từ lúc nào? Thầy ấy nhìn tôi rồi ngước lên chiếc đồng hồ trên tường thở dài. Em lại tới muộn nữa à, Louis? Tôi gãi đầu tỏ vẻ ái ngại, muốn chuồn về chỗ thật nhanh. Nhưng thầy ấy chỉ tay về phía cửa. Tôi cúi mặt cầm quyển vở ra cửa, chấp nhận hình phạt của mình. Quá buồn chán nên tôi lật cuốn vở ra xem để giết thời gian. Lúc này tôi mới nhận ra đây đâu phải vở của tôi. Trên này ghi là Timothy lớp 11B mà. Chuông báo đến giờ giải lao vang lên. Tôi cầm quyển vở chạy sang lớp cậu ấy để trả lại. Nhìn qua ô cửa sổ ngoài phòng học, tôi vẫn chưa tìm thấy cậu ấy. Một cậu bạn hay chơi đá bóng cùng tôi đi ngang qua và chỉ cho tôi chỗ để tìm Timothy. Tôi đến phòng tập nhạc. Vừa bước chân đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng đàn guitar. Lướt nhìn qua ô cửa kính vào bên trong, tôi bắt gặp một khoảnh khắc mà sau này tôi sẽ ghi nhớ mãi. Ngồi trên bậc thềm sân khấu, ánh nắng vây quanh cậu ấy. Timothy nhắm mắt, ngón tay lướt trên dây đàn. Có lẽ cậu ấy đang tận hưởng giây phút hạnh phúc này. Tôi thấy khóe miệng của cậu ấy khẽ cong lên. Tiếng đàn kết thúc, cũng là lúc tiếng vỗ tay của tôi vang lên. Timothy giật mình vội giấu chiếc đàn guitar ra sau lưng. Tôi đẩy cửa bước vào bên trong, ngồi xuống cạnh cậu ấy. Bài nhạc hay lắm, sao cậu lại hoảng hốt thế? Nhận ra người bước vào là tôi, Timothy mới thở phào. Cậu ấy ôm cây đàn lại vào lòng. Chỉ là thói quen khi ở nhà thôi, cậu tìm mình có chuyện gì vậy? Trả lại vở cho cậu này, lúc nãy chúng ta... Cậu ấy nhìn cuốn vở trên tay tôi, ngơ ra một lúc, rồi tự cốc lên trán mình. Timothy đã để quên vở ở lớp học, cậu ấy định quay về lấy, nhưng tôi cản lại. Lúc khác lấy cũng được. Đột nhiên bụng tôi réo lên. Sáng nay đi vội quá, tôi vẫn chưa kịp ăn gì. Tôi xoa cái bụng rỗng của mình, rồi hỏi cậu ấy. Cậu đói không? Cùng đi ăn trưa nhá. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Thấy Timothy tách lòng đỏ của món trứng để riêng ra, tôi tò mò hỏi. Cậu không thích ăn lòng đỏ à? Cho mình được không? Cậu lấy đi. Thế để cho mình lòng trắng của cậu nhá. Chúng tôi trao đổi đồ ăn với nhau, rồi nhìn nhau bật cười. Thì ra không chỉ có mình tôi có sở thích ăn uống như vậy. Từ đó chuyện này cũng trở thành thói quen của hai đứa. Vừa ăn chúng tôi vừa trò chuyện. Hóa ra tôi và Timothy đều lớn lên trong cùng một thành phố. Nhà của hai đứa khá gần nhau. Chúng tôi học cùng trường từ nhỏ đến bây giờ. Chỉ là chưa từng chung một lớp. Hai đứa có khá nhiều điểm chung. Từ gu âm nhạc đến sở thích xem phim. Những ngày sau đó tôi thường tìm tới cậu ấy. Tôi cảm thấy cậu bạn này rất đặc biệt. Tính cách của cậu ấy không giống với mấy thằng nhóc vẫn hay chơi cùng tôi. Kỳ nghỉ hè đến, hai chúng tôi liên lạc thường xuyên hơn. Có lần, tôi tới nhà rủ Timothy đi xem phim. Vừa bước chân tới cửa, tôi thấy bố cậu ấy giận dữ, lôi cậu ấy ra khỏi nhà với cây đàn guitar trên tay. Ông ấy đập nát nó, vừa đập vừa mắng. Bớt tốn thời gian cho những thứ nhảm nhí lại. Việc của con là tập trung vào học hành. Sao có thể trở thành luật sư nếu cứ suốt ngày ôm khư khư cái thứ này chứ? Nhưng con đâu có muốn trở thành luật sư đâu. Con muốn... Chưa để cậu ấy nói dứt câu, bố Timothy đã cho cậu ấy một bạt tai. Thấy ông ấy vẫn chưa có ý định dừng tay, tôi vội chạy đến lấy thân mình đỡ cho cậu ấy. Làm ơn đừng đánh cậu ấy. Cậu là ai? Tôi dạy con tôi, liên quan gì tới cậu? Dạy dỗ đâu nhất thiết phải dùng cách này đâu ạ. Tính cách dễ nóng giận của tôi nổi lên. Tôi định cãi nhau với ông ấy thì Timothy đã cản lại. Cậu ấy kéo tay tôi rời đi.
Đừng tranh cãi với ông ấy nữa. Chúng ta đi thôi, Louis. Trên đường tới rạp phim, Timothy kể tôi nghe khi ở nhà, người cậu ấy sợ nhất chính là bố. Mỗi lần ở nhà, thấy Timothy chạm tay vào cây đàn guitar, ông ấy sẽ nổi giận và đánh cậu ấy. Vì lý do đó mà khi tôi vô tình phát hiện cậu ấy hát ở phòng tập đã khiến cậu ấy giật mình hoảng sợ. Là người có tính cách phản nghịch, tôi cảm thấy thật bất công thay cho bạn mình. Cho nên ông ấy cấm cản cậu ấy điều gì, tôi sẽ là người giúp cậu ấy thực hiện nó. Ông ấy không cho phép cậu ấy chơi nhạc khi ở nhà. Tôi thường xuyên rủ cậu ấy ra ngoài để cậu ấy có thời gian luyện tập. Ông ấy không thích cậu ấy suốt ngày lêu lỏng cùng tôi. Tôi giúp cậu ấy trèo tường trốn ra ngoài. Lên lớp 12, hai chúng tôi được xếp vào cùng một lớp. Chẳng nhớ rõ lúc ấy tôi đã vui mừng cỡ nào. Chỉ biết rằng quan hệ của hai đứa càng thêm thân thiết mà thôi. Một lần, tôi mượn được chiếc mô tô. Tôi lái nó tới đón Timothy. Vừa nhìn thấy chiếc xe, cậu ấy đã thích mê, đưa bàn tay lên muốn chạm vào nó. Nhưng khi tôi hỏi cậu ấy muốn lái thử không, Timothy chỉ cười rồi lắc đầu, nói rằng mình chưa từng lái mô tô bao giờ. Tôi nhận ra khao khát muốn thử trong mắt Timothy, liền vỗ vào vai cậu ấy cổ vũ. Đừng sợ, mình dạy cậu, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tới đây. Hai chúng tôi leo lên xe. Cậu ấy ngồi ở vị trí lái, tôi ở ngay phía sau. Chiếc xe lăn bánh trên mặt đường, tốc độ cứ nhanh dần. Từ bao giờ vòng tay của tôi đã dính chặt lấy eo cậu ấy. Chúng tôi tiến vào đường hầm. Tôi bảo cậu ấy thử tăng tốc một chút. Chiếc xe lao vút đi trong đường hầm thẳng tắp. Cả căn hầm vang vọng tiếng cười đùa của hai cậu thiếu niên. Đó là lần đi chơi thú vị nhất của chúng tôi. Tôi phát hiện ra mình đã rung động với cậu ấy là vào giữa năm lớp 12. Một lần chơi đá bóng, tôi vô tình bị thương. Thấy tôi đi lại khó khăn với cái chân băng bó, Timothy đã chủ động qua nhà tôi để giúp đỡ. Cậu ấy dìu tôi lên ghế sofa, rồi tự làm hết mọi thứ, từ dọn dẹp, nấu ăn, đến việc tôi muốn đi tắm, cũng bị cậu ấy giành mất. Tớ bị thương ở chân thôi chứ tay tớ vẫn ổn mà, tớ tự làm được. Đừng có lắm lời, cởi đồ ra. Cậu muốn tắm chung cùng tớ chứ gì? Im đi, cậu còn nói nữa, mình sẽ bẻ nốt cái chân còn lại đấy. Tiếng cười vọng ra từ phòng tắm. Timothy giúp tôi gội đầu. Hơi nước bốc lên, tạo thành một làn sương mỏng che đi sự ngại ngùng trên gương mặt hai đứa. Ăn uống xong, tôi nhìn lên đồng hồ. Không còn sớm nữa. Tôi bảo cậu ấy đừng về nhà, mà ở lại ngủ cùng. Đêm ấy, tôi cứ xoay sở mãi không ngủ được. Quay sang nhìn Timothy, cậu ấy dường như đã ngủ say. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, tôi say mê nhìn ngắm gương mặt của cậu ấy. Chẳng biết lúc đó đã suy nghĩ gì. Tôi lén đặt lên trán cậu ấy một nụ hôn, rồi vội rút đầu vào trong chăn lẩn trốn. Trong lòng tôi chợt bất an. Hé mắt nhìn trộm, thấy cậu ấy vẫn đang ngủ, tôi mới yên tâm. Lúc đó, tôi đâu hề hay biết hàng lông mi của cậu ấy đã khẽ run lên. Nhưng những ngày sau đó, những tiếp xúc thân mật của cả hai đã chứng minh rằng tôi thật sự đã rung động. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi ở gần cậu ấy. Một lần, chúng tôi đang đùa giỡn trên sofa ở nhà Timothy. Cậu ấy nằm phía dưới, còn tôi ngồi phía trên. Tôi giữ chặt hai tay cậu ấy, gương mặt chúng tôi đối diện nhau. Khoảng cách hai đứa càng lúc càng gần lại, thì đột ngột bố cậu ấy từ đâu bước đến. Ông ấy túm cổ áo tôi, tát mạnh một cái, rồi đẩy tôi ngã ra đất. Tôi run rẩy bò dậy. Cái tát của ông ấy khiến tôi sợ hãi không thốt nên lời. Hành động mờ ám của tôi và Timothy đã khiến ông ấy vô cùng tức giận. Ông ấy lập tức đuổi tôi ra khỏi nhà và cấm tôi tuyệt đối không bao giờ được đến gần Timothy nữa. Sau lần đó, Timothy mặc kệ lời cấm cản của bố. Sự quan tâm Timothy dành cho tôi ngày một rõ ràng, còn tôi liên tục né tránh. Khi tôi đang khó xử không biết phải làm sao, thì em họ của Timothy chuyển đến trường chúng tôi. Jessica là một cô gái xinh đẹp, với nụ cười duyên dáng, không rụt rè giống như Timothy. Em ấy rất thích cá tính ngông cuồng của tôi. Bằng cách hèn nhát nhất, tôi lựa chọn yêu đương với Jessica để phủ định tình cảm đang lớn dần mà mình dành cho Timothy.
những cuộc đi chơi hai người, giờ bỗng nhiên xuất hiện thêm Jessica. Một lần chúng tôi có hẹn tới quán ăn. Tôi và Jessica ngồi ở một phía, đối diện là Timothy. Tôi muốn cậu ấy sớm từ bỏ, nên đã cố tình thể hiện tình cảm với Jessica. Tôi đưa cho em ấy một bên tai nghe. Hai chúng tôi tựa đầu vào nhau nghe nhạc. Tôi âm thầm quan sát thái độ của cậu ấy. Timothy khó chịu nhìn hai chúng tôi, rồi lên tiếng. Cậu và Jessica đang quen nhau à? Tôi nắm lấy bàn tay của Jessica trả lời cậu ấy. Đúng là vậy. Timothy nhìn chúng tôi với thái độ chán ghét. Jessica lay lay bàn tay cậu ấy. Anh họ đừng như vậy. Hay em giới thiệu cho anh một cô bạn gái nhé. Bốn người chúng ta có thể đi chơi cùng nhau. Tim hất tay em ấy ra, nhìn về phía tôi. Không cần. Cậu đồng ý việc em ấy giới thiệu bạn gái cho mình à? Phải, tìm một cô gái ở bên cậu không phải tốt sao? Tại sao phải ở bên một cô gái? Cậu nói đi, tại sao mình phải ở bên một cô gái cơ chứ? Cậu thừa biết mình thích. Đủ rồi, đừng nói nữa Timothy. Đừng khiến mình phải khó xử. Tôi vội cắt lời cậu ấy. Tôi sợ khi những lời ấy được nói ra, tình bạn của tôi và cậu ấy sẽ không thể quay về như trước nữa. Timothy giận dữ hét vào mặt tôi. Sao cậu lại làm vậy với mình? Nói đi, tại sao? Mắt Timothy đỏ lên. Tôi cúi gằm xuống đất. Tôi không thể trả lời câu hỏi này. Cậu ấy bỏ đi. Hai chúng tôi cắt đứt liên lạc với nhau từ đó. Tôi cứ nghĩ lúc đó cậu ấy chỉ giận dỗi. Nếu đợi một thời gian, có lẽ chúng tôi sẽ trở lại như lúc trước. Nhưng khi tôi đến tìm, thì hàng xóm cho biết nhà cậu ấy đã chuyển đi được một thời gian rồi. Cậu ấy chuyển đi mà không nói với tôi một lời nào. Đã 8 năm kể từ lần cãi vã ấy. Hôm nay, khi đi ngang qua một tiệm nhạc cụ, cánh cửa hé mở lọt vào tai tôi một giai điệu quen thuộc. Là bài hát mà cậu ấy từng đàn cho tôi nghe trước đây. Tôi nán lại trước cửa tiệm một lúc lâu, như hoài niệm lại những ký ức còn sót lại về Timothy. Đột nhiên cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước ra ngoài. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi lập tức nhận ra là cậu ấy. Timothy cũng nhận ra tôi. Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như vậy rất lâu. Timothy đã mở lời trước. Đã lâu không gặp. Dạo này cậu thế nào? Tớ ổn. Chúng tôi trò chuyện với nhau mấy câu, nói về quãng thời gian xa cách của hai đứa. Xin lỗi cậu. Ồ, chuyện năm đó. Timothy ngắt lời, nhìn vào mắt tôi, thản nhiên nở nụ cười. Thật ra, đêm hôm ấy ở nhà cậu, mình không hề ngủ. Mình biết cậu đã làm gì. Tôi bàng hoàng khi nghe những lời này. Thì ra cậu ấy vẫn luôn biết tôi có tình cảm với cậu ấy. Tình cảm đã bị chôn vùi nhiều năm của tôi vì một lời thú nhận này mà dục dịch muốn thức tỉnh. Trong lúc luống cuống, tôi chạm tay vào túi áo mình, sợ thấy một cái hộp hình vuông cộm lên. Là hộp nhẫn tôi chuẩn bị để cầu hôn Jessica. Tâm trí lửng lơ của tôi được kéo về thực tại. Tôi sực nhớ ra hoàn cảnh hiện tại của mình. Suốt những năm Timothy bỏ đi, Jessica vẫn luôn sống cùng tôi. Ngày hôm nay, tôi đã đi mua một chiếc nhẫn này để cầu hôn cô ấy. Hai tay Timothy đặt lên vai tôi, muốn tôi nhìn vào mắt cậu ấy, rồi hỏi. Nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc cậu đã có thể xác định được người cậu thích là ai hay chưa? Chúng ta có thể ở bên nhau được không? Điện thoại trong túi quần tôi chợt đổ chuông. Tôi đẩy tay cậu ấy ra để bắt máy. Ở đầu dây bên kia là giọng nói vui mừng của Jessica. Anh yêu, em có một tin mừng. Chúc mừng anh đã lên chức bố. Mau về nhà đi, em chuẩn bị bữa tối rồi đấy. Nhìn ánh mắt rực rỡ đang trông đợi câu trả lời của Timothy mà trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi thở dài, không dám đối diện với ánh mắt ấy, rồi trả lời. Chuyện đã lâu như vậy rồi, mình không còn nhớ nữa. Hẹn cậu khi khác được không? Hôm nay mình có việc phải đi trước rồi. Đối mặt với sự hèn nhát của tôi, Timothy rất thất vọng. Cậu ấy mím chặt môi, rưng rưng như sắp rơi nước mắt. Bàn tay cậu ấy run rẩy, đánh vào bả vai tôi. Tại sao cậu lại dám làm mà lại không dám nhận à? Tôi dám nói ra người tôi thích là ai, cậu không dám sao? Xin lỗi, mình
cậu đi đi. Tôi xoay lưng lại với cậu ấy, lững thững bước đi, bàn tay bóp chặt hộp nhẫn ở trong túi. Vai tôi run lên, nước mắt đã chảy xuống từ khi nào. Tôi cố giữ cho mình bình tĩnh mà bước đi. Tôi rẽ vào một con hẻm, rồi ngồi gục xuống mà khóc nức nở. Xin lỗi, Timothy. Người tôi thích chính là cậu. Nhưng tôi không thể để đứa con chưa chào đời của mình không có bố được.